bày bảo hà tôi linh gương núi ngọc đồi chim hót đi trước sân đền chúc mộng thấp cao đêm xuân hoàng cảnh vườn đào đêm xuân ngoan cảnh vườn đào thấy bằng chẳng khuyết ba sao giữa rời ngồi đêm bảo hà là nơi thành tích nghi đền bảo hà là nơi thành nghe tích đức bảy hoàng ngày cầu đích chung quân sinh thời làm mẹ tướng danh thần phục gia ông hoàng hôm nay phục gia ông hoàng thật thân hôn khẩn đào đang đang nhang thờ chân kinh có chỗ tam đồ
phong hoa tuyết nguyệt đường. Dâng cầu thiên bảo chúc chúc nhời huệ phong chuông trên ô long long quần quần tiên chúc trên trà ô long tay dâng bình ngọc tay dâng chén vàng ba mê tiên mời ông chén vàng. Kim bàn cha thiên tâm hiến thượng kim bàn mẫu đơn long tình khi thanh nhàn quan hoàng tử vui chúc chén khuyên mời cha long tiên ninh chúc chén khuyên hình nghi hương mi vì được mùi kia chân chân thơm bồn phương trời khói thuốc bay thơm bồn phương trời hút dăm ba điếu con hoàng ngự chơi khi thanh nhà đi bút ngọc nghiền vàng dâng ông bút ngọc nghiền vàng cô dâng sách quý để quan hoàng ngài hòa thơ chẳng phong sương hạ chẳng nhạc nung gan xanh sắt luyện tín cương thường nặng nặng gánh giả sắt sắt nguyệt nước nó
quan hoàng định mê quốc tùy quốc hồn xưa nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biệt ý. Đó là thiên cảnh thần tiên. Sao yêu phàm ôi cảnh thiên bảo. Ngõ hoa ý đào đồng 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 bao hòa sớm lối vào. Đồng tiên nào phải xa là đâu xa, là đâu xa, là nơi linh địa ý. Sơn là lâm sơn, sáng hồ sáng hồ điều phàn. Hồ sơn là lâm sơn đất bảo hà. Hồ sơn là lâm sơn bảo hà. Trần phù non nước
rồi hoàng tổ Nam Tào bắt đầu mênh mông trần gian lão Âu chết biệt gây hoàng này phúc hậu thảo hiền đi tu nhân tính đức hoàng chết biệt cho thọ trường. Không đi trước thời sau lỗi nhầm ông đi xa chi đâu sợ huyền mà được như ý ông cho sợ cầu tòng tâm đã đến đấng đi anh linh đi soi đời vời vời chữ tâm thời tội phai ma lưới trời rộng khắp bốn phương chữ tâm mà đã mất thời khôn đường mà thoát thân đã nên đấng cầm cân này hoàng lấy chữ tội chữ phúc mà cần đừng khoe đã tròn vẹn chắc chắn phần chữ đức mà kém thời hoàng cân sao cho bằng thanh cao rồi lại hoặc cho mười phần được thanh cao có chữ hương thường trao cao xa ngọc chữ công dung tứ đức quyền ghi thần đệ tử nay khẩn vái tâu quỳ bảo hà có hoàng bảy ngày về độ trì chứng chứng minh minh sửa sang ra mà hầu cô cả pha nước trà tàu quan hoàng vừa ý thế mới gật đầu ngài ban khen cô nàng sứ móc tiêm chui nám vàng nàng ba dâng hồ thuốc ngang thế là vừa đi bóng quan hoàng trên đất sơn ngọn đèn cô kêu cho tỏ tay cô cầm móc tiêm cô nàng nằm dâng hồ bánh nguyên kẹo xìu phơi thuộc công thu cảnh tiên ai dám mà bì cô nàng bảy lưng thắt đai hồng
canh khuya giờ tí cô xếp đèn lồng cô bước ra. Còn cô nàng tám dâng ông chiếc lược ngà, đôi tay trái chuốt ông khen là khéo thay cô nàng chiếc. Cô yêu điệu ai tay, đôi tay cô dâng một đôi giày để hầu đèn lồng cô bước ra. Cô mười một đi quạt nước pha trà, ấm tiên bình ngọc đôi tay ngà cô dâng lên. Cô mười hai múa lượn sách tiền, mười hai các cô tiên nữ lạnh hoàng truyền thổ ma ma hội đông phù nghinh đón rước hoàng về báo hà tâu đôi việc quan